Bay 401976 đến từ Singapore đã hạ cánh. Alo chị, em tới rồi, chị đang ở đâu? Chị đang dưới hầm để xe nè. Chị hai, em xách hành lý tùm lum nè. Chị chạy xe lên trước em được không? Em đi thang máy xuống dưới hầm. Ở cửa số 5, chị đang đậu xe đợi em đó. Được, để em đi xuống. Tạm biệt. Em là Điền Lượng hả? Hả? Còn nghi ngờ em sao? Hàng giả thì trả lại được chứ. Tại sao chị lại không nhận ra em chứ? Đương nhiên rồi, mười mấy năm rồi còn gì. Em ngày càng đẹp trai đúng không? Em còn nhớ lúc hai chúng ta chia tay nhau, em tặng chị nguyên một tấm hình Transformer mà em yêu thích nhất. Chị nhớ không? Chị nhớ ra rồi. Nhưng đâu phải do em tặng chị đâu. Là chị lấy 10 viên kẹo sữa để đổi kia mà. Vậy hả? Có chuyện đó hả? Được rồi, hình như có chút ấn tượng. Vui quá chị à. Về nhà rồi, tốt quá. Rồi. Ê... cứ để vali ở đó đi. À đây. Wow. Thế nào hả? Được nha. Ê, tuy nhỏ nhưng mà ấm áp lắm. Hả? Chỗ này làm sao mà bằng ngôi nhà ở Singapore của em được chứ? Không đâu. Chị coi, phong cách trang trí rất tinh tế. Trời ơi. Này Điền Lượng. Hả? Em ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Chị làm đồ ăn cho em ha. Dạ được. À phải rồi Điền Lượng. Hả? Lần này em về nước có dự định gì hay không? Áo gấm về làng, báo đáp cho quê hương. Nhưng quan trọng nhất là về đây thăm chị đó. Đây là... chị hai à? Chúng ta có thể vào món chính luôn được không vậy? Đây là món chính đó. Đây chính là bột ngũ cốc dinh dưỡng tổng hợp, rất tốt cho sức khỏe. Trời, không lẽ em sợ không no hả? Không có. Sao, em ăn chén của chị luôn. Không, chị cứ ăn đi. Cho em đó. Nè, em sao vậy? Chị mà ăn cái này nhiều quá sẽ mất niềm tin vào cuộc sống luôn đó chị. Bình thường chị vẫn thường ăn cái này mà. Không ngờ em lại ăn không quen như vậy. Không có, em ăn được mà. Hay là để chị mở tủ lạnh coi còn có thứ gì không. Không sao, em nè, có không? Để chị coi thử coi. Dạ. Chị sống một mình cho nên ăn uống cũng đơn giản lắm. Không có gì hết, chỉ có cái này thôi. Cái này được. Em uống đỡ đi ha. Trời ơi, cái này ngon lắm đó. Chắc chị không biết đâu. Lúc trước khi em và mẹ vừa tới Singapore thì thứ đầu tiên em uống là nó. Giờ lúc đó em còn lén để dành lại mai mốt đưa cho chị. Có thiệt không đó? Em cứ nghĩ khi nào thì chị và ba sẽ tới Singapore tìm mẹ và em. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Nè, bây giờ chị vẫn còn nhớ hình ảnh lúc nhỏ của em đó nha. Là hình ảnh gì? Chị nhớ lúc em còn nhỏ, ngày nào cũng lẻo đẻo sau lưng chị hết. Nói theo kiểu dân nam thì chính là cái đuôi ngốc nghếch đó. Em sớm biết là không phải từ hay rồi. Không phải đâu, dễ thương lắm mà. Không ngờ bây giờ em trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp trai đó. Không ngờ hai chị em chúng ta lại có thể đoàn tụ với nhau sau hơn 10 năm. Phải rồi chị, em có chuẩn bị một món quà cho chị nè. Có quà cho chị nữa hả? Phải. Đây. Đây là gì vậy? Mở ra sẽ biết. Cái này... chị thấy sao? Có thích không? Hey, em nhớ chị rất thích sưu tầm nút áo đúng không? Em tốn bao nhiêu công sức bỏ ra một đống tiền mới lấy được cái nút này. Cái nút này
là cái nút từng được sử dụng để may đồ cho hoàng gia anh đó, đồ cổ. Ừ. Được rồi. Hôm nay chị xin nghỉ nửa buổi, đợi tối nay chị về nhà, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng ha. Ừ, thiệt hả? Được đó. Vậy bây giờ em nghỉ ngơi trước đi nha. Ha? Không sao đâu, chị cứ làm em việc tự nhiên đi, đi nha. Khỏi lo cho em tự lo được rồi. Ngày nào cũng ăn cái này ai mà chịu được, y như ăn xi măng vậy. Không có gì ăn sao? Căn nhà to như vậy, không tìm thấy một gói mì nào luôn. Không lẽ giấu ở trong phòng ta? Wow. Trời ơi. Ui, thì ra chị hai đã đổ tiền vào mấy cái thứ này. Chị ấy đúng là khác người thiệt mà. Alo, em nói xong chưa hả? Hả? Em được gọi điện nữa có nghe chưa? Chị tới lầu 2 rồi đây. Em ở đâu vậy? Được. Chị thấy sao? Đẹp không? Cũng được đó. Trẻ tuổi sáng sủa, rất là hợp với em. Vậy hả? Đúng vậy, chiếc áo rất hợp với anh. Hay để tôi tháo mặc giùm anh nha. Đây, tháo giùm tôi nha. Dạ, tháo xong rồi. Tốt. Xin hỏi vị nào sẽ thanh toán? Để tôi coi thử cái quần này đã. Để tôi thanh toán cho. Dạ được, mời qua đây. Cuối cùng cũng no rồi, quá đã. Có cần làm quá như vậy không? Đương nhiên rồi, tại chị không biết đó thôi. Mấy cái thứ gì đó của chị, thực phẩm chức năng, ăn nó nhiều quá sẽ khiến người ta mất niềm tin vào cuộc sống thiệt đó. Ê, nó sẽ khiến con người hậm hực, u ám, áp lực. Chị có từng nghe câu này chưa? Là cần phải hưởng thụ món ngon và chuyện tình yêu. Em tự nghĩ ra đúng không? Làm gì có, thiệt mà. Tại sao lại không nghe? Người lộn số. Nè, em coi, chúng ta không gặp nhau bao nhiêu năm rồi ha. Tự nhiên bây giờ em xuất hiện, chị cảm thấy hình như chị mới lượm được một đứa em ăn bám. Cho dù là ăn bám thì cũng là em của chị. Xương cốt có gãy gần vẫn liền có đúng không? Chị không biết em ở đó nhớ chị tới cỡ nào đâu. Có thiệt không đó? Vậy mấy năm nay em sống có tốt hay không? Tốt chứ, mọi thứ đều tốt. Tại vì em nhớ chị, lo cho chị nên về thăm chị. Thật ra chị cũng rất nhớ em đó. Thật ra năm ngoái chị có tới Singapore để công tác, vốn dĩ còn tính thăm hai người nữa. Vậy sao chị không tới? Sau đó công việc bận quá nên không thể tới thăm được. Ê, lần này em cố tình tới thăm chị thật đó hả? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Nè, chủ yếu là về thăm chị. Nè, còn sẵn tiện tìm hiểu môi trường kinh doanh và đầu tư ở trong nước chúng ta nữa. Điền Lương, vậy em đừng tìm hiểu nữa. Chị nói em nghe, chị chính là dự án đáng để em đầu tư nè. Em cứ đổ tiền cho chị đi, chúng ta có thể mở công ty nhỏ. Chị đã nghĩ ra tên luôn rồi, gọi là TNT, chịu không? Em thấy sao? Được thôi, tới lúc đó em sẽ bỏ vốn chị lo nghiệp vụ. Hai chúng ta đồng lòng hợp sức phát huy tài năng của mình. Hả? Đúng vậy. Nào, hay là chúng ta về nhà bàn kế hoạch tiếp đi ha. Ý kiến hay. Phục vụ, thanh toán. Xin chào. Chào anh.
hai đại. Chị hai đã mua đồ cho em rồi mà. Đúng vậy, lại còn đãi em một bữa cơm ngon như vậy. Chị làm em thấy ngại quá. Không sao, không có gì phải ngại ngùng hết. Chị cho em cơ hội đãi chị đó. Chị... Xin hỏi, thật ra ai sẽ là người thanh toán vậy? Chị cậu ấy. Xin chào. Số mấy quý khách vừa gọi không tồn tại. Sorry, the number you dialed does not exist. Please try again. Đừng có giỡn nữa. Thật ra em trở về đây để làm gì? Chị bị làm sao vậy? Em mắc nợ có đúng không? Em mắc nợ ai đâu? Vậy chứ ai gọi cho em hả? Chị bị làm sao vậy? Em cờ bạc rượu chè mắc nợ xã hội đen bị người ta truy sát có phải trời không? Trời ơi, truy sát cái gì? Chị hai à, chị bị nhiễm phim truyền hình rồi hả? Chị tưởng em là ai? Tưởng em là đại ca xã hội đen hả? Em giống hả? Em... Trời ơi chị... Chị làm sao vậy? Chị ngồi xuống đi, đừng có tức giận nữa. Đây đây đây. Thật ra em về đây để làm gì? Em hả? Em muốn trở về nước, làm việc. Em không về đó nữa, thiệt đó. Nhưng mà em đang yên, đang lành ở Singapore. Tại sao tự nhiên lại trở về Bắc Kinh tìm chị việc làm chứ? Chị thường xuyên cập nhật tin tức quốc tế được không? Bây giờ tình hình tài chính tuột dốc. Chỗ nào cũng có sinh viên đại học thất nghiệp hết. Sinh viên đại học Oxford hay Harvard tốt nghiệp xong là đi vắt sữa, đi rửa chén. Em chỉ là người tốt nghiệp đại học bình thường ở Singapore. Em muốn tìm việc làm ở đó thực sự rất là khó. Cho nên em mới nghĩ, tình hình trong nước tốt như vậy, quốc gia sắp hoàn thành mục tiêu rồi, không phải em nên trở về chứng tỏ bản thân mình sao, đúng không chị? Em về nước tìm cơ hội phát triển không được sao? Vậy là em mua vé máy bay trở về đây. Em biết chắc chắn chị sẽ ủng hộ quyết định của em mà. Em muốn áo gấm về làng báo đáp quê hương đó hả? Ờ. Chị thấy em là tên ăn mày thì có. Sao chị lại nói như vậy chứ? Em phải tìm được công việc thì mới báo đáp cho quê hương được. Vậy em ở đâu? Em còn chưa tìm được công việc kia mà. Huống hồ gì chị hai đang ở đây mà, em sợ gì đúng không? Điền Lượng à. Ừ? Thật ra em thấy căn nhà của chị rộng rãi như vậy thôi. À. Chứ không có dư phòng nào cho em ở hết á. Bất tiện lắm luôn. Nhưng mà em thấy chị có hai phòng mà sao bất tiện? Một phòng là chỗ chị làm việc để đồ đạc quá trời làm sao mà ở được. Còn một phòng là chỗ chị ngủ. Em coi em ngủ ở đâu bây giờ đấy hả? Em ở đâu mà không được. Em ngủ ở đây cũng được mà. Đàn ông con trai thì có gì đâu mà khó. Chị không ngủ được với em thì nhầm nhò gì ha. Em đã tính sẵn rồi chứ gì. Được, vậy thì em cứ ở lại đi. Ngày mai phải đi làm việc cho chị đó. Ấy, sao em ngồi đó cắn hạt dưa hoài vậy? Em mau dọn dẹp đi, lát nữa bạn chị tới đó. Bạn chị tới mắc mớ gì không được cắn hạt dưa? Lát nữa bạn chị tới em bớt nói đi nghe chưa? Sao vậy? Là nam hay là nữ? Hả? Là bạn thân của chị. Đừng cắn nữa, dẹp đi. Nhiều chuyện quá. Dẹp đi, mau lên đây. Tới liền. Xin chào. Vào đi. Trời ơi, nặng quá đi ạ. Sao hai người mua nhiều đồ quá vậy? Không lẽ chị em bạn dọn sạch cả siêu thị rồi đó hả? Đương nhiên rồi, cuối tuần nghỉ ngơi mình phải nấu cơm để bồi bổ cho bạn nữa chứ. Chỉ có bạn là thương mình thôi. Ê, qua ngồi đi. À, để mình giới thiệu với hai người. Đây là em trai của mình, Điền Lượng. Đây là bạn thân nhất của chị, Cố Giai. Còn đây chính là trợ lý của chị, Lý Thúy Thúy. Mau chào hỏi nhau đi. Tại sao phải kêu là chị chứ? Người ta còn trẻ quá trời mà. Ngồi ngồi đi, ngồi đi. Hiểu nè, bạn cũng thật là không ngờ bạn lại giấu giếm mình kỹ như vậy. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, bây giờ mới biết bạn có người em trai lớn như vậy á. Đúng rồi đó chị Hiểu nè. Chị của cậu em trai đẹp như vậy, tại sao không giới thiệu với tụi em chứ? Nó hả? Đẹp á hả? Chị à, chuyện này em không thể nhịn được nữa. Em gặp ai cũng nói em có người chị đẹp như tiên vậy. Đó là sự thật mà. Nhưng mà chị lại giấu em, không chịu giới thiệu với ai luôn. Hả? Bạn thân mà cũng không giới thiệu. Nè, cắn hạt dưa đi. Thôi không cần đâu, chúng ta đi nấu cơm đi. Đó là cái gì vậy? Ê, ăn đi. À, thôi khỏi, cậu ăn đi. Chị Hiểu Ni, cái kính này nhìn thú vị thiệt đó. Ê, đó không phải là căn hộ của anh Triển sao? Chị nhìn lén người. Em đừng có nói bậy nữa.
Nhìn lén cái gì, em coi không thấy gì hết hả? Tại vì hôm đó chị thấy trên mạng bán 1 tệ cho nên mua về thôi mà. Dạ chút đã, chị nói cái đó hả? Ờ. 1 tệ hả? Đúng vậy. Mua cho em 1 cái đi. Em là khuyến mãi em hiểu không? Ngày nào cũng có thì còn gọi gì là khuyến mãi nữa hả? Đừng có ăn nữa, mau xuống bếp phụ chị một tay đi, đừng có ngồi đây. Lúc nãy cô mới nói người tên là Triển Vọng hả? Là ai vậy? Anh rể của anh. Anh rể ai? Anh rể tôi hả? Anh không biết hả? Cô kể nghe coi, anh ta là ai? Anh ấy là ai anh? Không lẽ anh không biết chị anh có 18 tiêu chuẩn chọn bạn trai sao? Còn hỏi tôi 18 nữa. 18 tiêu chuẩn chọn bạn trai hả? Cô kể đi. Nè, bây giờ bạn và Triển Vọng đã tiến triển tới nước nào rồi? Đang trong tình trạng hai bên tiến hành giằng co. Mình nói bạn nghe, cái tên Triển Vọng này vô cùng kỳ lạ. Mình không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần. Điền Hiểu Ni, sao mình có cảm giác bạn sắp đầu hàng như vậy chứ? Muốn mình đầu hàng thì cũng phải có lý do chứ. Bây giờ trong lòng anh ấy giống như một tảng đá lớn, quăng không được phá không xong. Không biết đang nghĩ cái gì nữa. Bạn nhìn bộ dạng của bạn đi kìa, không còn ý chí chiến đấu gì hết. Có thiệt không đó? Chứ gì nữa. Phải ha, anh ấy là đối tượng đầu tiên mình chọn, mình phải thắng anh ấy chứ. Đương nhiên rồi, ăn cơm mình nấu, bạn sẽ thắng. Đúng vậy. Đây đây. Wow. Đây là wow. Canh vịt nấu măng tươi. Đây là món mình mới học được từ một người bạn trên mạng đó. Ăn thử đi. Bạn mới? Không phải là cái anh chàng củi gạo giọng mới đó hả? Em lo ăn đi, ăn cơm mà còn nhiều chuyện nữa. Đây đây đây, mau ăn thử đi. Bạn đúng là người cải thiện chất lượng cuộc sống của mình đó. Đương nhiên rồi. Bây giờ em rất muốn biết chàng trai hoàn hảo của chị là người như thế nào đó. Người phù hợp với 18 tiêu chuẩn của chị là thần thánh phương nào vậy hả? Em ăn cơm thì lo mà ăn cơm đi, nhiều chuyện cái gì nữa. Nếu như thật sự có người như vậy thì em xin ghi danh hẹn hò được không? Thiệt đó, thay đổi giới tính cũng không thành vấn đề. Nhưng mà chị không thấy tiêu chuẩn của chị hơi bị nhiều hả? Không được hay sao? Bộ em không biết câu Khương Thái Công thả câu người tình nguyện mắc câu hả? Dần sau đây, em cảm thấy đối với điều kiện của chị thì không tìm được người như vậy hả? Ấy, chị đang hỏi em. Được rồi, nếu chị hỏi em thì em nghĩ sao nói vậy nha. Đầu tiên, khí chất của chị hả? Diện mạo, cách chị ăn nói đều rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề, chị vô cùng hoàn hảo. Vậy thì câm miệng đi. Nhưng mà em chưa nói hết, chất lượng cuộc sống của chị lại hoàn toàn khác. Đó là một mớ lộn xộn. Mấy người đàn ông ưu tú kia mà quen chị thì chắc là bị điên rồi. Em mà Điền Lượng à, tôi đã bỏ công nấu cơm rồi, cậu nể mặt ăn cơm đi được không? Khoan đã, em còn chưa nói xong mà, mọi người để em nói hết đi nha. Chị nhìn thử cái phòng để đồ bên kia đi. Bao nhiêu là túi sách, bao nhiêu thứ lãng phí. Để em tính chị nghe, nếu không phải là 1 triệu thì cũng phải tầm 800 ngàn, đúng không? Mắc vậy sao? Chứ cô tưởng là bao nhiêu? Trong khi tủ lạnh của chị toàn là mấy cái thứ gì đâu không à. Mấy thứ đó ăn đâu có được chị. Và bếp không có một chút hơi ấm. Thiệt đó. Phòng để đồ đẹp tới cỡ nào thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với cuộc sống của chị. Một người phụ nữ thành công ưu tú có thể sống như vậy được hả? Nghe em nói cứ như em hiểu rất nhiều về phụ nữ vậy á. Chị hỏi nhiên. Em yêu mấy lần rồi? Không phải, phải hỏi là em đã từng yêu ai chưa? Sao lại không? Không phải. Được rồi, em không nói chuyện này nữa. Em chưa yêu thì không thể nói chuyện tình yêu được hả? Em câm miệng đi, nói bậy bạ không à. Được rồi, Điền Lượng à, thật ra thì cái đống hàng xa xỉ của Hiểu Nhi đều là sản phẩm số lượng có hạn đó. Đó là một dạng theo đuổi nghệ thuật, cậu có hiểu hay không? Nó làm gì? Danh nghĩa nghệ thuật đi tiêu xài, bản tính thích vật chất. Giống như mẹ chúng ta, chỉ nhìn lên cảm thấy không ai xứng đáng với mình. Cả ba cũng không thể xứng với bà ấy. Nếu như em tới đây thì chị rất chào đón em. Nhưng chị không có hứng thú nói chuyện với mẹ, cũng không muốn nghe. Nếu còn gọi chị là chị thì lo mà ăn cơm, câm miệng lại đi. Nếu như cảm thấy ở đây không được tự do thì thôi, cửa đằng sau đó, em muốn đi chị không giữ. Đừng mà chị, nên mở cửa vào trong đúng không? Tại chị hỏi. Câm miệng, ăn cơm. Ăn thôi, đừng có giận nữa. Nè, ăn xong thì phải rửa chén nghe chưa. Em đường đường là đàn ông mà, sao lại phải để cho phụ nữ rửa chén chứ, đúng không? Ăn đi. Em rửa. Đây, ăn đi. Cảm ơn anh nha Điền Lượng. Mà chị biết. Không thấy chị uống canh sao? Tự ăn đi. Điền Lượng. Hả? Lát nữa em dọn dẹp xong rồi thì ra đây đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho chị nha. Con đã. Ê, tiền gì? Tiền sinh hoạt. Nói vậy mà nghe không hiểu hả? Không lẽ chị nhẫn tâm tới đổi hút máu của em hả? Em sống ở Singapore đã suốt 10 mấy năm trời. Không lẽ em đã quên luôn câu anh em ruột thịt thì phải sòng phẳng rồi hả?
Căn hộ chị đang mướn mỗi tháng phải trả 5.000. Chị không cần em phụ tiền, nhưng tiền điện, tiền nước, tiền quản lý chung cư, còn có tiền điện thoại và cả tiền lên mạng nữa, mấy khoản này cũng không ít ỏi gì. Em chỉ cần trả phần của em là được rồi. Chị nhìn lại chị đi, cứ tới tháng lại mua túi nè, có đúng không? Còn mua đồ, mua giày, quá phung phí. Chị chỉ cần bớt mua sắm lại là đủ tiền đóng hết rồi, cần móc túi của em nữa sao? Tại sao chị lại phải bớt lại chứ? Đó là tiền mà chị kiếm được. Chị muốn xài thế nào thì xài như vậy. Chị muốn mua mấy cái thì cứ mua mấy cái thôi. Nói em biết, chị nhắc lại một lần nữa, nếu em không đưa tiền cho chị. Cửa ra chị luôn mở ra, chị sẽ không giữ em, đúng không? Học thuộc rồi đó hả? Được, em sẽ đưa cho chị. Nhưng mà bây giờ em không có đồng nào. Để em tìm được công việc, nhận được tiền lương, em sẽ đưa cho chị. Vậy nha, quyết định vậy đi. Đợi đã. Còn chuyện gì nữa? Bây giờ chị không ép em, nhưng mà em phải viết giấy nợ đàng hoàng lại cho chị biết chưa? Giấy trắng mực đen, viết đâu? Chị à, chị làm thiệt luôn á hả? Em tưởng chị đang giỡn với em đó hả? Nè, chị đã quên tình cảm thời còn nhỏ của chúng ta rồi sao? Hả? Lúc nhỏ thì như thế nào? Ở cái tiệm bánh trước đầu hẻm nhà mình, chúng ta mua được một viên kẹo, sau đó chia thành hai phần, chị một phần, em một phần. Ủa, chị đã quên rồi sao? Sao chị lại nhớ hai chúng ta mỗi người một cục kẹo? Em ăn hết kẹo của em rồi, còn cướp luôn kẹo của chị, nhét thẳng vô miệng em luôn. Lúc em lấy ra dính nước miếng mà em còn hỏi chị có muốn ăn hay không nữa. Có không? Viết mau đi. Alo, ba, con đã gửi số tiền đó cho ba rồi. Dạo này thời tiết không tốt, ba nhớ giữ sức khỏe, uống rượu ít thôi, ba có nghe không? Ba đừng có theo mấy ông Dượng làm bậy. Ba đừng theo họ gây rối nữa. Chuyện của con ba không cần phải lo mà. Bộ ba thấy lần trước ba tới đây chưa đủ rối nữa hả? Con và Triển Vọng chia tay thiệt rồi, đã chia tay nhau lâu rồi. Ba yên tâm đi. Dạ. Đừng uống rượu nữa đó nha.